Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay Thiện lên kênh mới. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 nha bà con. Đó thì bà con vô cái kênh nào ngày mùng 5 tháng 5 là kênh mới của Thiện phát lên đó nha. Thì hôm nay Thiện lên cũng rất nhiều máy, nhiều loại từ động cơ 4 thì và động cơ 2 thì. Đó, nhiều loại lắm cho bà con lựa chọn nha. Giá từ 1 triệu đổ lên nha bà con. Và hôm nay Thiện chỉ có hai con phun voi thổi lá. Tại vì anh em thợ thầy làm không kịp. Nếu bà con nào có yêu cầu thì Thiện sẽ cho anh em dọn phun vô thổi lá, phun thuốc cho bà con. Thì hôm nay động cơ mini nha. Đó, có bơm nước 4 thì Rubin nè, EHO 25 nha. Còn Honda cũng được, có Honda WX10 nè. Và một con Maru Yama nha bà con, là bơm thuốc ti nha bà con. Đó, lại con Honda 4 thì GX31 cũng là bơm thuốc ti luôn. Thì chút nữa Thiện sẽ quay lại nói những chi tiết cho bà con. Thì bây giờ Thiện sẽ quay sơ qua cho bà con tham khảo thôi nha. Còn bình điện thì bên Thiện rất nhiều. Hôm nay không có rảnh ra để mà lục ra những cái bình nguyên để đăng cho bà con mua về mình sửa đồ nha. Thì bà con nào mà có yêu cầu tới bình điện thì cũng liên hệ với tới Thiện. Thiện sẽ cho anh em thợ thầy lấy ra kiểm tra bình đồ còn nguyên để gửi cho anh cho bà con cũng được. Thì bà con mà sợ có ngại thì bà con cứ kết bạn Zalo đó, và cho Thiện quay trực tiếp cho bà con nha. Thì hôm nay Thiện cũng dời một cái lô bơm nước đó, gồm có 60-70 con à. Thì bà con nào muốn mua giờ dọn thì bà con cứ liên hệ tới Thiện đó, rồi Thiện sẽ báo giá cho bà con đó. Rubin đó, Honda nha, Rubin 4 thì nè đó, thấy bà con thấy không đó, Rubin 4 thì đó. Còn Rubin 4 thì EH35 này nha, nó cũng như tương đối với lại thằng Honda GX35 nha. Đó, Honda 4 thì nữa nè. Đó, WX10 nữa nè. Đây cũng WX10 nữa nè bà con. À đây là GX25 nha. Đó, nhiều loại lắm nha bà con. Đó, Maru, Rubin cánh bướm rồi nhiều lắm. Thì bà con nào mà muốn mua giờ dọn thì cứ liên hệ tới số điện thoại của Thiện đó nha. Số điện thoại của Thiện là 0937 602 155 nha bà con. Thì Thiện là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng nha. Thì bà con nào mà ở gần bên ở tỉnh Lâm Đồng thì ghé Thiện thì Thiện sẽ trong những cái con máy mà bà con ghé đây thì Thiện sẽ trừ cước phí ra. Thì thay vì một con máy 1 triệu thì bà con tới đây tới tiệm Thiện mua thì chỉ còn 800 ngàn thôi nha bà con. Rồi thì hôm nay Thiện sẽ vô tiêu đời đầu tiên cho bà con là hai con phun voi đó. Thì con này là con Tanaka nha bà con. Đó, con này là Tanaka, con này là nòng nó là nòng 38 nha bà con. Đó, nó là 38 sơ sơ. Đó thì Thiện bán giá là 1,5 triệu thôi nha bà con. Đó, nhưng mà cái con này đó Thiện coi. Con này là chỉ có phun voi và thổi lá thôi nha bà con, không có xạ lúa, xạ phân nha. Đó thì bà con coi video kỹ và bà con mua nha. Đó, giá chỉ bán 1,5 triệu bao phí vận chuyển cho bà con luôn. Đó. Rồi, còn con số 2. À con Kurit. Đó, con Kurit MD 44.000 nha. Đó, con Kurit này là nó là 44 sơ sơ lận nha bà con, 40 sơ sơ nha. Đó, 40 sơ sơ thì nòng nó thì bà con cũng biết rồi, nó 40 sơ nòng rất lớn. Đó, như cái con này thì đỡ Thiện coi. Đây, con này là có xạ phân và xạ lúa được luôn nha bà con. Đó, máng này là xạ phân xạ lúa. Đó, giá bán chỉ có 1,7 triệu thôi. Những cái này thiếu những cái co là trước khi Thiện đóng là Thiện sẽ bỏ vô hết cho bà con, cho bà con đừng có ngại gì hết nha. Đó, cực kỳ máy cực kỳ đẹp nha, rinh nguyên bản của Nhật về luôn. Đó. Rồi, hai con, chỉ còn hai con phun thuốc này thôi. Còn những phun thuốc trên kia là chưa dọn nha bà con, nó còn nằm kia mà chưa có dọn. Rồi, thì Thiện cũng quên đi. Thì nếu mà bà hành thức ở bên của Thiện á thì buôn bán á thì bất cứ con máy nào phải cọc cho Thiện từ 200 đổ lên nha. Đó, và Thiện sẽ trong mỗi con máy Thiện sẽ tặng cho bà con mỗi cái đồ mổ buri thôi nha bà con. Đó, và những bà con nào tin tưởng thì Thiện sẽ tặng thêm một chai nhớt nữa. Đó là chuyển tin tưởng Thiện là chuyển cọc đủ á thì Thiện sẽ tặng một chai nhớt nữa nha. Hôm nay không có còn lì xì nữa nha bà con. Lì xì hoài thì cũng sạch túi rồi. Đó, rồi Thiện sẽ vô cái con số 1. Đầu tiên con Rubin 4 thì nha, EH25. Đó, EH25 nó cũng như là Honda GX25 đó. Đó, con này là 4 thì nha. Lưu lượng nước cái con này nó hút cũng 25m nè và xả 35m. Một phút nó là 115 lít nước nha bà con. Đó, nó nặng là 6,5 kg. Đó, 6,5 kg nha. Thì cái đây nó còn dính cái rang thì Thiện cũng đổi đó cho bà con luôn. Cái nào con máy nào nó còn dính đó thì Thiện đổi đó cho bà con luôn. Đó, bơm cu sinh. Đó,
xài ra toàn bộ những bơm nước hôm nay là toàn bộ là bơm là hút trên không nha bà con. Bây giờ thì không có nói tới vấn đề đó nữa, toàn bộ bơm nước là hút trên không hết. Đó, đây là họng 34. Đó, đầu ra đầu vô cũng vậy là họng 34 hết nha. Đó. Thấy bà con thấy không? Đó, Honda chỉ đổ xăng vô thôi nha bà con. Nó là Rubin 4 thì mình đổ xăng vô thôi, còn cái chỗ này là châm nhớt. Đó, là châm nhớt nha, bà con cũng biết rồi đó nha. Rồi, con số 1 này thì có bán giá là 2,4 triệu cho bà con nha. Đó, bảo hành bao ship, bao bảo hành cho bà con luôn. Rồi qua con số 2, con Honda VX10 nha. Đó, VX10 là hàng đời mới bây giờ nha. Nó ngon hơn là thằng GX25 nha bà con. Con VX10 này đời mới. Đó, thì cái bà con cũng biết nó là cũng là 4 thì. Đó, cực kỳ ngon, nhậm nổ. Đó, với lốc máy nè, thấy không? Đó, lốc bơm mà nó cũng in chữ Honda trong này luôn nha bà con. Đó, con này cũng vậy, lưu lượng nước nó cũng vậy, nó hút cũng 25 xả 35 mét nha bà con. Đó, 1 phút nó hút 115 lít nước thôi. Đó, những cái dòng mini này chỉ dành cho những người già lớn tuổi rồi nè. Đó, xách nhẹ nhàng không cần pha nhớt. Đó, vì vậy cho nên thì có bán giá là 2,6 triệu nha bà con. Đó, mini nó vậy chứ mà mình dành cho những người già lớn tuổi thôi. Còn mình bơm là số lượng nhiều thì thiện có bán động cơ 4 thì. Đó, loại EI 15, 13, 14 hay là Mitsubishi đồ đó. Thì cũng giá cũng rẻ hơn những cái con mini này nữa. Thì nếu mà mình bơm nhiều thì mình nên xài những cái con đó. Còn mình xài ít xách đi nhẹ nhàng, đó không pha nhớt thì mình dùng cái này. Đó, nhỏ gọn. Đó, rồi con số 2 nha bà con. Con số 2 giá bán là 2,6 triệu nha bà con. Qua con số 3, con bơm thuốc Maru Yangma. À, con này nó bị bờ rách cái tem rồi. Đó, nó là Maru Yangma nha bà con. Đó, nó là ti hai đầu. Đó thì bà con dòm nè, nó quá đẹp xuất sắc luôn. Đó. Thấy không? Thì cái dòng ti quạt á thì nó hơn điện, điện thua quạt, quạt thua ti một đầu. Bây giờ đây là ti hai đầu nha, hàng VIP nha bà con. Đó, con này đẹp xuất sắc luôn nè bà con, thấy từ ốc tán nè. Đó, thì nó bên Nhật nó ít xài á thì hàng nó còn mới nha bà con. Đó, quá trời đẹp luôn, xuất sắc luôn. Rồi, cái con này thì có bán giá là 2,5 triệu cho bà con nha. 2,5 triệu bao phí vận chuyển cho bà con luôn đó. Đây là giảm hồi nè nha. Đây là hút vô. Cái bên kia là ra sao? Đây, đó thì coi cái đầu ra đâu. Đây, đầu ra đây nha bà con. Đó. Rồi, con số 3 giá bán là 2,5 triệu nha bà con. Rồi, qua con số 4. Đây, con số 4, con Honda GX31 nha. Trời ơi, con này mới hàng gốm ăn nữa nè, VIP nữa nè. Đó, thì cái con số 4 Honda này á, thì có bán giá là 2,8 triệu nha bà con. Đó, vì nó đẹp quá đẹp. Ơ đời, đẹp luôn coi bà con dòm nè. Đầu áp đó nè, bao cho bà con xài luôn nha đó. Nó phải nó bơm phải cả 100 mét nữa bà, 100 mét ống á nha bà con. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha bà con. Đó, ốc tán vàng khè luôn nè, thấy không bà con thấy không? Vàng ơi là vàng luôn. Đó, quá trời đẹp luôn, xuất sắc. Đó, rồi, con số 4 này có giá bán là 2,8 triệu nha. Rồi, hôm nay thì sẽ vô cái lô bơm nước giá rẻ cho bà con đây. Đây, con số 5 và con số 6. Đó, hai con Rubin nha bà con, Rubin E02. Thì cái con này là nòng nó nòng 28 thôi nha bà con. Đó, hai con đồng giá 1 triệu. Con số 5, số 6, con nào cũng giá 1 triệu hết nha. Đó, lưu lượng nước nó đây. Đó, nó hút là một hút 25, xả 35 mét nè. 1 phút nó hút 115 lít nước nha bà con. Đó, con đây cũng vậy. Con đây cũng hút 25, xả 35. Con này nó hút cũng 110 lít nước. Hai con dòng bơm khác nhau. Thì bà con muốn lựa chọn con nào bà con lựa thôi. Giá bán chưa có 1 triệu thôi nha. Đã bao phí vận chuyển hết trong trong cái giá tiền này nha bà con. Và bà đã bảo hành cho bà con luôn. Rồi, qua con số 7, con Shindawa. Đó, con Shindawa này nó nằm ở nòng 34 nè. Đó, thì số 7 thì có bán giá là 1 triệu 2 thôi nha. Đó, lưu lượng nước nó cũng vậy, nó hút 25 xả 35 mét. 1 phút nó hút là 115 lít nước thôi. Đó, mà nó có được cái mâm nè, cái đới nè. Đó, bà con nào mà mình xài ít thì mình mua những cái dòng này giờ xài cho nó rẻ tiền bớt nha bà con. Rồi, con số 7 này có giá bán là 1 triệu 2 nha, lộn không à. Đó, bữa nay sao mà nói lộn không, do hôm nay hàng giờ làm mệt quá. Rồi, con số 8. Rồi, số 8, số 9. Và con số 10 nha bà con. Ba con Kawasaki. Đó, nòng nó nòng 34 đều hết nha. Họng ra họng vô đều là 34 nha. Lưu lượng nước nó cũng vậy. Cũng hút là 25 xả 43 mét nè. Đó, 1 phút nó hút là 120 lít nước nha bà con. Đó, hai con ba con nào cũng như con nấy thôi. Ốc tán vàng khè, con nào cũng đẹp xuất sắc luôn, chỉ thiếu cái thùng bỏ vô thôi nha. Đó, quá trời đẹp luôn. Con số 9 này cũng vậy. Thì bà con muốn lựa chọn cái nào lựa, họng ra họng vô đều là 34 hết nha bà con. Đó, quá trời đẹp xuất sắc luôn. Con số 10 cũng vậy nè. Đó, thì bà con dòm đó, thấy ốc tán mà nó vàng khè vậy đó, nó đẹp ơi là đẹp vậy. Thì là bên Nhật nó đâu có xài đâu.
nó ít xài đó, cho nên con máy nó mới đẹp xuất sắc như vậy nha. Đó thì cái con này nó có nứt một xíu ở đây nhưng mà thiện cũng hàng sơ lại là không sao nha. Đó rồi, ba con đồng giá 1.300.000 cho bà con luôn. Và qua con số 11, con số 11 giá bán là 1.400.000 nha. Còn nó cũng là Kawasaki nhưng mà nó vì cái dòng bơm này nó lưu lượng nó ra rất cao nha bà con. Đó, con này nó hút là 25 xả 35 mét nè, một phút nó hút 120 lít nước nha bà con. Đó thì cái con này bơm nó rất đẹp, đó xuất sắc, thấy không bà con, giờ này thấy không, quá trời đẹp luôn. Thì vì vậy thiện có bán giá là 1.400.000 cho bà con nha. Rồi qua con Cushin, à Cushin 12, 13 qua 14 luôn nha bà con. Đó ba con, ba con 12, 13, 14 đều giống nhau luôn nha bà con. Đó hồng ra hồng vô đều là 34, quà hút cũng vậy, nút cũng 25 nè, xả 35 mét, một phút nút 115 lít nước nha bà con. Con nào cũng vậy, thì bà con muốn lựa cái con nào bà con lựa đó thì sẽ quay sơ qua cho bà con lựa chọn. Đó con này nó còn dính tem này nè, tem của Cushin đó, thì bà con muốn lựa con nào lựa đó, chấm con nào chấm giùm cho thiện luôn nha. Đó chứ không chấm thì thiện cũng buồn đó. Rồi đây con số 14 đây cũng vậy, đó cũng vậy thôi, con nào cũng như con nấy thôi. Thì bà con nào mà mình cứ vô xem và cho thiện một like đó, thấy không, một cái đăng ký và cho thiện một cái like nữa đó, cho thiện vui cũng được, không mua cũng được, cũng ủng hộ như vậy là thiện cũng đã mừng lắm rồi. Đó rồi thì khi nào mà bà con cần tới thì bà con mua giùm cho thiện thôi. Đó và mình cứ ngồi giao đó, cứ giao lưu thôi, cứ kết bạn Zalo, muốn mua thì mình giao lưu trước cho nó hợp rồi giờ mình làm nha bà con. Rồi qua con số 15, con Rubin cánh bướm EC03 nha bà con. Đó con này thiện có bán giá là 1.400.000 đó. Ở thiện coi lưu lượng nước nó, con này nó hút 130 lít nước lận, nó hút 25 xả 35 mét nha, nó hút lưu lượng nó hút là 130 lít nước lận nha bà con. Đó con này là EC03, nồng nó nồng khoảng 40 nha bà con. Rồi qua con số 16, Mitsubishi T170. Đó Mitsubishi T170 con này nồng 37 thôi nha bà con. Đó 37, nó là dòng Mitsubishi nha, giá bán là có 1.500.000 cho bà con thôi. Đó con này nó hút là 25 xả 43 mét nha bà con, một phút nó hút 110 lít nước, trời hút quá trời hút luôn nha. Rồi qua con số 17, đây Rubin EC04 nha bà con, thì nồng nó trên 40, giá bán cho bà con là 1.600.000 thôi. Con này lưu lượng nước nó rất cao, máy nổ rất ngon nha bà con. Đây nó hút là 25 xả 42 mét nè, một phút nó hút 130 lít nước nha bà con. Ở con này coi thiện coi còn xăng thiện giật nổ cho bà con xem luôn. Đó nổ luôn nha bà con. Đó quá cực kỳ ngon nha. Đó con số 17 nha bà con. Rồi qua con số 18, con cứu hỏa mini. Đó con này con cứu hỏa nha. Đó giá bán chỉ có 1.700.000 thôi, hỏng ra hỏng vô là hỏng 42 nè. Đó lưu lượng nước con này nó hút một phút là 200 lít nước lận nha bà con. Đó hỏng ra 42, nó hút xả là hút hút 40 xả 40 mét nha bà con. Đó quá trời dòng tu của nó nè là 6.000 tu, cực kỳ mạnh. Đó những cái con này là bơm đẩy xa được nè nha bà con. Rồi giá bán chỉ có 1.700.000 thôi. Rồi thì chỉ vô những cái con bình xăng dứ TU Maru cho bà con nha. À, khát nước quá, thôi để thiện uống miếng nước à. Nhiều quá nói cũng hụt hơn. Rồi thiện chỉ vô lại cái con số 19 nha bà con. 19 Maru nha. Con này là Maru Yama nè nha bà con, nó còn tem nè. Đó, con này thiện có bán giá là 1.800.000 cho bà con thôi. Đẹp xuất sắc cho bà con luôn. Đó bà con dòm này nó đẹp ơi là nó đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn chứ còn đẹp gì ơi gì nữa. Đó lưu lượng nước nó hút quá là 25 mét nè, 25 mét xả 50 mét luôn. Đó mà một phút nó hút 120 lít nước nha bà con. Đó coi cái bơm nó nè. Đó bà con phải đo thiện đâu nói xạo đâu, thiện thấy bất ngờ luôn nha, đẩy xa mà 50 mét nha. Rồi con này có giá bán là 1.800.000 cho bà con thôi. Rồi qua con TU Mitsubishi TU26 nha. Đó con số 20, trời ơi cái con này trời nó đẹp ơi là nó đẹp luôn, là thấy bà con dòm nè nó đẹp xuất sắc luôn. Đó, nó có cặp ren đây cái đó nó cũng còn, thiện cũng đỡ đó luôn, thiện mua món hàng mới về cũng đỡ y nguyên đó luôn, cũng có tháo làm gì hết. Đó con này nó hút quá là 25 nè, xả là 35 mét nha, một phút nó hút 115 lít nước, nặng 5 kg nha bà con này nặng 5 kg, quá trời đẹp luôn. Đó con số 20 thiện có bán giá là 1.900.000 cho bà con nha.
Rồi qua con số 21. À, con số 21 cũng một giá 1,9 triệu luôn nha bà con. Cushion. Đó, con Cushion nè. Thấy bà con dòm này, nó trời ơi nó đẹp. Ơi là nó đẹp luôn. Kỳ trước chuyện có bán một con, nhưng mà bà con giành lộn mà ai chốt trước là chuyện cũng bán rồi, do nó còn mới quá nha. Đó. Đây, nó còn cái tem luôn nha bà con. Đó, cái tem của Nhật nè, nó sản xuất là 2017 luôn nha bà con. Đó bà con dòm nè, cái đời của nó là 2017 luôn. Đó, quá trời đời rất cao nha, ốc tán đẹp xuất sắc. Đó bà con dòm nè, quá trời đẹp luôn. Đó. Món chỉ thiếu cái thùng thôi chứ cái con này là thiếu cái thùng bỏ vô thôi. Quá trời đẹp luôn. Ừ. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đó tiền coi nè, còn xăng tiền cho máy nổ cho bà con xem luôn. Chết mẹ không, có mình giật nổ không được đâu nha bà con. Bà con thông cảm, khi nào bà con nào mà muốn test máy cho bà con thì sẽ test cho. Rồi cái con số 21 này giá bán là 1,9 triệu cho bà con nha. Rồi qua con số 22 và 23. Đó, cũng Mitsubishi TU26 nè. Đó, quá trời đẹp luôn, nó còn xuất sắc luôn nha bà con. Đó, những dòng này thì bà con cũng biết rồi, dòng đó là dòng Mitsubishi. Đó, nó là coi cái bơm nó là Curit, nó còn đợi. Nó hút là 25 nè, xả 35m. Một cú hút 115 lít nước nha. Nó nặng 5kg luôn, đều nhau nha. Con đây cũng vậy, nó cũng nặng 5kg. Đó, con nào cũng như con nấy luôn. Đó, hai con đều giống nhau, đồng giá cho bà con luôn, giá 1,8 triệu luôn, cho bà con lựa chọn nha. Đó, muốn lựa con nào lựa. Rồi qua con số 24, cũng 24 con này nó xấu là xấu cái mặt vô. À, nó bị cháy đi. Đó, nó cháy đi thì có cắt ra. Đó, cho nên thì có bán giá 1,7 triệu cho bà con vì mất một chút xíu nè mà mất hết 100 ngàn nha bà con. Đó, quá trời đẹp luôn nè. Đó, nó hút là 25, cũng xả 35m. Một phút nó hút 115 lít nước thôi. Đó, dòng TU mà TU26 nha. À, quá trời đẹp xuất sắc luôn. Đó, rồi qua con số 25. Đó, nó còn 25. Con này thì cũng là Mitsubishi luôn nha bà con. Đó, nó cũng hút 25, xả 35m. Thì thiện bán có bán giá là 1,6 triệu cho bà con. Đó, con này thì bơm đồ còn đẹp xuất sắc luôn nè. Máu tinh. Đó, ốc tán vàng. Đó, thấy không bà con, thấy không? Con này nó cũng vậy, nó cũng 25, xả 35m. Một phút nút 115 lít nước. Dòng TU là nó chỉ nhẹ nặng nhất là 5kg đó. Rồi qua con số 26. À, Mitsubishi TL33 nha bà con. Đó, hôm nay chỉ có dọn lên được con à. Rồi, tiền có bán giá là 2,1 triệu cho bà con. Đó, con này nó rất đẹp nha. Đó, không ra không vô, nó điều hỏng 34 luôn. Đây cái tem nó may ra đất luôn nè. Để mai lấy cái dán lại cho. Đó, nó hút là 25 nha. Xả 43m nè. Một phút nó hút 110 lít nước. Đó. Nó bị rách cái tem đó, may mất cái tem rồi, không còn thông số. Đó, quá trời đẹp xuất sắc luôn. Đó, máy rất nhậm nổ nha bà con. Đó tìm coi thôi. Hết xăng là sao ạ? Để bóp vú bơm chứ. À, hết xăng, yếu xăng quá cho nên nó không có nổ. Đó, nhưng mà thiện đã đăng những cái con máy đã đăng đây là máy đã nổ và đã để bảo hành cho bà con cứ yên tâm. Rồi qua cái con số 27. À, con Shindawa 40cc nha bà con. Con này là 40cc. Đó, con này thiện bán có giá là 1,9 triệu nha bà con. Đó. Bơm nó là hỏng ra hỏng vô là hỏng 42. Đó. Lưu lượng nước cái con này nó hút một phút đó là 250 lít nước lận nha bà con. Đó, nó hút đó là 25m, xả 50m lận. Đó, dòng Shinawa nồng lớn này nó quá khủng lượng. Đó, quá trời đẹp. Rồi, con số 27 này có giá bán là 1,9 triệu cho bà con thôi. Rồi, qua con số 28. À, 28 Tanaka nha bà con. Đó, con này con Tanaka. Bà con muốn mua giờ đổ qua cắt cỏ rồi nè. Nồng nó là nồng lớn nha bà con. Đó, nó phải 40cc thôi. Đó. Đó thì bà con dòm cái nòng nó nè. Thì cái con số này số 28 thì có bán giá là 2,1 triệu cho bà con rồi. Đó. Con này thì bơm nó là lưu lượng nó hút cũng có 25, xả 35m thôi nha. Và nó hút 120 lít nước thôi nha bà con. Ừ, hồng ra hồng vô cũng vậy, cũng hồng 34. Đó, quá trời đẹp luôn. Rồi. Qua cái con mini. À, con này mới dạng là khủng luôn nè nha. Khủng long bạo chúa nha bà con. Coi bà con dòm này nó đẹp ơi là nó đẹp luôn. Nó là Mitsubishi nha bà con. Con này là con Mitsubishi mini. À,
Đây nè, Mitsubishi T22 nha bà con. Bà con thấy tem nó không? Nó là Mitsubishi chứ không phải là Shinowa nha bà con. Đó, cái con này là coi nó lưu lượng nước đó nè bà con. Đó, nó hút là 32 m xả 40 m. Một phút nó hút 250 lít nước nè. Đó, thấy cái tem đó không? Đó, bơm nó cũng là họng ra họng vô 42, giống cái con số 27 đó. Đó, quá trời khủng luôn. Quá trời đẹp luôn nha. Con này nó hơi nặng nha bà con, nó nằm phải 10 kg á nha. Nhưng mà bà con nào mà mua là xách đi nó hơi nặng tí hơn, nhưng mà nó bơm cái lưu lượng nước nó rất cao. Đó, rồi cái con số 29 này thì có bán giá là 2,3 triệu cho bà con nha. 2,3 triệu bao phí vận chuyển cho bà con. Rồi. Bơm nước mini động cơ 2 thì đã hết nha bà con. Đó, những mini là đã sạch rồi. Thì hôm nay thì sẽ vô những cái lô chỉ có 5 con bơm nước lớn cho bà con mua giờ những mình làm những cái công chuyện nào mà nhiều hơn nha. Đó, thì mình xài nhiều quá thì mình hãy xài những cái con động cơ lớn nha bà con. Đó. Chứ hôm nay thì chỉ còn có 5 con thôi. Rồi. Hôm nay thì sẽ vô con số 1 đầu tiên nha. Đó, con số 1 đây là con Robin EE15. Đó, thì Thiện có bán giá là 2,4 triệu cho bà con nè. Đó, còn đẹp xuất sắc cho bà con luôn nha. Hàng cũ mà nó đẹp như vậy thì bà con cũng quá rõ rồi. Chứ cần gì mà Thiện phải nói chi dài dòng nha. Con EE15 này nó là 3 người rưỡi nha bà con. Đó, con này là 3 người rưỡi, dòng tua nó chỉ có 3.600 tua thôi. Đó, à, dòng tua nó là 4.000 tua chứ. Đó, lưu lượng nước con này nó hút là 50 mét. Đó, nó hút là 50 mét, xả 50 mét nha. Đó, nó xả ra cái con này nó hút 50 mét thì nó xả quay cả 100 mét lận. Đó, mà một phút nó hút là 500 lít nước. Đó, những dòng bơm này là đẩy bơm 4 thì nó đẩy phải 100 mét đổ lên nha bà con. Nó hút là hút phải hút 50. Đó, lưu lượng nước là thì bà con thấy nè, 500 lít nước trong một phút. Đó, thì những dòng bơm này thì bà con cũng biết rồi. Bơm động cơ 4 thì là nó bơm nó đẩy từ 100 đổ lên. Tại vì mini á thì nó đã đẩy được 35-40 mét rồi. Thì động cơ 4 thì bà con cũng quá rõ rồi. Đó, những cái con ốc ở đây nó hơi xét. Đó, còn những con ốc này theo bà con thấy quá trời đẹp xuất sắc. Có con đẹp, có con xấu. Đó, thì cái con này, cái con máy này thì Thiện có bán giá là 2,4 triệu thôi nha bà con. 2,4 triệu đã bao phí vận chuyển cho bà con. Rồi, qua cái con Kawasaki. Con Kawasaki này nó cũng là 3 người rưỡi. Ở tiền coi nó mấy ngựa. Đúng là nó cũng là 3 người rưỡi nha bà con. 3.4 bơi cũng là 3 người rưỡi. Đó, thì cái con này thì cũng bán giá là cũng có 2,4 triệu thôi. Đó, dòng bơm này bà con cũng biết là quá trời đẹp xuất sắc. Đó, lưu lượng nước con này thì nó cũng hút. Đó, thì cái tem nó bị rách mẹ mất rồi. Nhưng mà dòng bơm này nó cũng vậy, nó hút cũng là 50 mét. Nó xả không phải là gần cả 100 mét nha. Một phút nó hút cũng là 500 lít nước nha bà con. Đó, thì bà con những cái dòng bơm này thì bà con mua lâu nay thì bà con cũng rõ rồi. Thì cái con này thì có bán giá là 2,4 triệu cho bà con thôi. Rồi. Con số 3 giá 2,6 triệu nha bà con. Con số 2 tôi giá 2,4 triệu nha. Bây giờ qua con số 3 nè, con Robin EE14. Đó, con này cũng 3 người rưỡi mà cái con này do nó đẹp xuất sắc. Hoặc cái bơm nó này thì bà con cũng dòm lấy bơm nó nè. Quá trời đẹp luôn. Đó. Con này nó hút quá là 50 mét. Đó, nó xả cũng cả trên 100 mét nha bà con. Đó, nó hút quá là 600 lít nước trong một phút. Dòng tua nó là 3.600 tua nha. Đó, con này 3 người rưỡi nè, 4.000 tua máy nè, còn bơm là 3.600 tua cái bơm á. Đó, thì bà con dòm cái con máy này nó quá đẹp đi. Thì Thiện có bán giá là 2,6 triệu cho bà con nha. Họng ra họng vô nó là họng 60 nha bà con. Toàn bộ hôm nay là bơm nước là họng 60 là nhiều nha. Đó, bơm cực kỳ đẹp xuất sắc. Đó, rồi cái con số 3 giá 2,6 triệu nha. Qua con số 4, con Mitsu. Đó, con Mitsu. Đó, thì Mitsu này nó cũng là 3 người rưỡi nha bà con. 3 người rưỡi. Đó, dòng Mitsu thì bà con cũng biết rồi. Đó, dòng bơm nó này đây. Thấy không bà con, nó in những cái dòng bơm này họng ra họng vô nó họng 60. Đây, nó hút đây. Đó, nó hút 50 mét. Đó, một phút nó hút 410 lít nước nha bà con. Vậy thì cái con số 2 nó cũng vậy nha, 410 lít nước rồi nha bà con. Tại vì dòng bơm nó giống nhau nè. Đó, thì họng ra họng vô nó cũng vậy là họng 60 hết. Đây, thấy bà con thấy không? Đó, mình Nhật mà nó cũng biết đổ rồi, còn gì chứ mình Việt Nam mình. Đó, thì cái con Mitsu này thì có bán giá là 2,7 triệu nha bà con. Đó, 2,7 triệu thôi. Đó, 2,7 triệu đã bao phí vận chuyển cho bà con rồi. Hôm nay sẽ vô còn một con duy nhất Rubin EE25. EE28 nha. Ô, chà, cái con này nó quá khủng luôn. Con này nó 7 người rưỡi luôn nha bà con. 7 người rưỡi.
Thường thường những cái con này nó ôm cái bơm á là bơm một tấc lận, mà sau cái ô máy này á 7,5 người mà nó ôm cái bơm á là cái họng có nó là cái họng 80 thôi. Đó, và xả ra thì xả ra cái 60 rồi, xả ra cái 49 rồi nha bà con. Vì vậy cho nên cái con máy này nó dư tải luôn. Đó, nó dư tải luôn. Mình chạy gan ti là đủ rồi nha. Đây nó 7,5 người này bà con thấy không? Động cơ nó mạnh. Đó, vì vậy cái bơm của thằng Nhật nó chế biến ra thì bà con cũng quá rõ rồi. Đó, con này nó hút là 50 mét nè. Đó, một phút nó hút là 600 lít nước. Đó, và trong cái bơm này nó đời là đẩy xa là 70 mét. À, nhưng mà thiệt ra là dòng bơm này nó bơm nó đẩy, thường thường đẩy nó phải 100 mét lận nha bà con. Đó, những cái bơm này nè, ồ quý 100 mét không xin nhơ gì nó. Đó, thì nó hút được 50 mét rồi, thì nó xả phải trên 100 mét. Đó, thì bà con dòm cái bơm đó nè, quá trời khủng, tại cái máy nó đã động cơ nó là 7,5 người rồi. Thì nó đã dư tải quá rồi nha bà con. Còn gì mà mình đi ga lớn, đi ga gan ti thôi, tầm tầm thôi là nó cái bơm nó đã bơm quá nhiều rồi, đỡ tiết kiệm xăng cho mình nữa. Đó, thì con này thì có bán giá là tới 3,5 triệu thôi nha bà con. 3,5 triệu mà đã bao phí vận chuyển cho bà con nữa rồi. Rồi, thì những con máy này cũng đã xong rồi. Thì bà con nào muốn tham khảo gì đó, số điện thoại của Thiện cũng đó, đỡ dưới tiêu đề đó. Thì bà con cứ kết bạn Zalo đó, và muốn điện thoại cho Thiện thì muốn Thiện tư vấn trước cũng được, mà hoặc là chọn số bất cứ con nào, như chỗ bơm nước mini thì bơm thuốc gì đó thì có số hết, bà con cứ chọn số cho Thiện nha. Thì Thiện cũng cảm ơn tất cả bà con đã lâu nay nha, đã ủng hộ kênh của Thiện cũng rất nhiều rồi. Còn những bà con nào đã chưa xem kênh của Thiện, nhớ bấm kênh bơm nước Thiện, bơm nước mini Nhật Bản mà vô xem và để ủng hộ cho Thiện nha. Rồi, thì bà con nào chưa đăng ký kênh cho Thiện thì những bà con nào chưa đăng ký thì hãy cho Thiện một cái đăng ký và một cái like cho Thiện có sự tinh thần, có những phát triển những cái kênh mới lên để cho bà con tham khảo nha. Đồ hàng của Nhật là cũng có nhiều loại lạ lắm nha, độc lạ nhiều lắm. Thì bà con cứ bấm chuông đăng ký và chia sẻ cho Thiện nha. Rồi thì Thiện sẽ những cái video của Thiện ra phát lên á, thì bà con sẽ tham khảo, rồi để những cái con máy nào mà phù hợp với mình thì bà con sẽ làm thôi. Thì vì vậy thì cho nên bà con nhớ bấm chuông đăng ký để mà chia sẻ, để mà gặp những cái con máy mới, đời mới của Nhật, những cái máy lạ, như những con máy cứu hỏa này rồi nè, thì Thiện cũng chưa có dọn lên nha. Thì những bà con nào mà cũng có nhiều bà con hỏi bình phun voi thổi lá giờ dọn, thì bà con cứ liên hệ cho Thiện nha, bình điện bình đồ nhiều lắm. Thì bà con cứ kết bạn Zalo và điện thoại cho Thiện tư vấn thêm nha. Rồi, Thiện cũng xin chúc tất cả bà con một buổi chiều được ăn một bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Rồi, Thiện kính chào tất cả bà con.